Đây là chiếc máy lọc không khí và bù ẩm sát nhé, hàng Nhật bãi, có model là KCA40 đời 2013. Hình thức bên ngoài rất đẹp, nhựa trắng bốp. Màng lọc mới nguyên nha. Căn nước đã cho nước này rồi. Đấy. Đẹp từ trong ra ngoài. Bây giờ cho công tắc máy chạy nhá. Đây là nút tắt này. Đây là bật nút này, vừa lọc không khí vừa ẩm vừa quay ion nhá. Đây cảm biến báo độ ẩm bây giờ là 60 độ, hơn 60 độ. Đấy, cảm biến bẩn. Nút này nút lọc nhanh, không có bù ẩm. Đây là tốc độ gió, phấn hoa này, đây gió mạnh này, nó bình thường này. À, đây là gió êm yên lặng. Đây là chế độ tự động.